xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của Ba Michael. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 2021. Bây giờ là 8 giờ 15 phút, nhiệt độ bên phải, nhiệt độ bên ngoài là 27 độ C. Ba Michael đang có mặt ở tại ngã tư đường Ngô Quyền với đường Nguyễn Trãi. Bên tay trái của Ba Michael đây nè bà con, hồi xưa trên đường Ngô Quyền này có cái chẩn y viện quận 5. Rồi trong video này Ba Michael sẽ tiếp tục chở bà con cô bác đi ra trung tâm quận nhất nha, xem tình hình Sài Gòn như thế nào. Và bên tay trái Ba Michael đây thì hồi xưa nó gọi là khu Sấm Cải. Con đường này Trần Xuân Hòa, này hồi xưa nó là đường Châu Văn Tiếp. Đi thẳng con đường đó thì ra gặp rạp Lido. Đó, con đường hẻm này đi vô cái khu Sấm Cải nè. Bây giờ nó gọi là chung cư Sấm Cải. Khu này hồi xưa là khu nó ghê lắm nha bà con. Cái khu này là nó phức tạp lắm. Trước năm 75 và sau năm 75 luôn á, cái khu này nó phức tạp lắm. Sau này giải tỏa xây mấy chung cư này bắt đầu nó mới đỡ. Ở đây con đường Phước Hưng nè. Để Ba Michael xin cập nhật tình hình cho bà con cô bác biết về Sài Gòn ha. Rồi thì còn các cô chú bác anh chị và các bạn nào đang theo dõi kênh của Ba Michael thì nhớ đừng quên bấm cho Ba Michael một like để Ba Michael có thêm một động lực làm những video mới. Rồi bà con nào mà có thương Ba Michael thì nhớ xem giúp Ba Michael 30 giây quảng cáo để Ba Michael có thêm một chút đỉnh chi phí. Rồi bây giờ bệnh viện Nguyễn Tri Phương nè. Thì hồi xưa bệnh viện Nguyễn Tri Phương này đó là bệnh viện Quảng Đông. Rồi kế bên đó là bệnh viện bây giờ nó là quân y 7A. Bệnh viện quân y 7A này hồi xưa đó là bệnh viện trung chánh của người Đài Loan. Còn bệnh viện bên kia là bệnh viện An Bình nè. Bệnh viện An Bình này là của người Triều Châu. Còn sống trên cái xe đó đi bán vé số cũng tội quá. Rồi bây giờ Ba Michael vô đây là con đường Nguyễn Trãi. Nơi đây là con đường này là phố thời trang Nguyễn Trãi quận 5 nè bà con. Để Ba Michael cập nhật tình hình với Ba Michael quên. Thì xin thưa với bà con, cô bác đó, đáng lý là tối nay 0 giờ là Sài Gòn hết thời gian cách ly theo chỉ thị 15. Và Gò Vấp thì hết cách thời gian cách ly theo chỉ thị 16. Nhưng mà xin thưa với bà con, hiện tại bây giờ là tình hình dịch nó càng ngày càng lan rộng. Bây giờ là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là không còn địa phương nào mà không có ca nhiễm dịch kể cả Cần Giờ. Đó. Cho nên chính vì lẽ đó cho nên là Phó Giám đốc Sở Y tế là mới đề xuất là tiếp tục đề xuất với chính quyền thành phố là tiếp tục. Bên tay trái này là bệnh viện Nguyễn Trãi, hồi xưa đó là bệnh viện Phước Thiện. Đề xuất là tiếp tục là giãn cách xã hội thêm 15 ngày nữa. Như vậy là tính ra là tới 0 giờ ngày 29 tháng 10, tháng 6 thì chúng ta mới hết cái thời hạn cách ly. Nhưng mà cái điểm khác lần này là có nghĩa là chúng ta giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và kể cả Gò Vấp và quận 12 cũng chỉ áp dụng theo chỉ thị 15 luôn. Như vậy là chúng ta không có sự phân biệt giữa 16 và 15 gì nữa hết á.
toàn thành phố đều giống như nhau. Và như vậy thì đồng nghĩa rằng là tối ngày hôm nay đúng 12 giờ ở bên trên toàn thành phố Gò Vấp, ở trên toàn quận Gò Vấp cũng như ở quận 12, tất cả những các hàng rào phong tỏa, mười mấy cái hàng rào phong tỏa ra vào là sẽ được gỡ bỏ hết, và người dân được toàn quyền đi lại trong toàn thành phố, không còn bị cắt ngang giữa các quận nữa. Thì đó là một cái tin vui cho Gò Vấp cũng như là quận 12, nhưng mà cũng là một cái tin buồn cho Sài Gòn khi mà chúng ta vẫn tiếp tục bị phải thêm 2 tuần nữa. Như vậy là chính thức là chúng ta là Sài Gòn là chúng ta phải giãn cách xã hội trong vòng thêm 2 tuần nữa, là 4 tuần, là 1 tháng luôn đó bà con. Ở đây là đường Nguyễn Trãi với đường Lê Hồng Phong. Hồi xưa đây là đường Bê Chính Ký. Thì xin hứa với bà con á, giãn cách thêm 15 ngày nữa là đồng nghĩa là dân Sài Gòn khổ lắm bà con, không có sướng đâu. Ba mẹ gò nói cái này thật ra là không phải là bôi bác gì, không phải là bôi bác hay gì đó, nhưng mà cái thực tế bà con, khi mà bà con thử nhìn nghĩ đi, tất cả những cái cửa hàng đây nè, nó đóng cửa nè, bà con thấy không, treo cho thuê nhà nè, đóng cửa mặt bằng nè. Đáng lý là có con đường này là con đường phố thời trang nè bà con, hàng đêm nó vui nhộn lắm, người ta buôn bán ra vô tấp nập. Nhưng mà xin thưa với bà con, bây giờ họ đóng cửa như thế này thì sao, họ gồng đâu có nổi rồi bà con, khổ lắm á chứ không phải giỡn đâu. Ba mày gọi không phải là bôi bác Sài Gòn gì hết á, nhưng mà cái thực tế đó là như vậy. Gồng làm sao nổi khi mà tiền mặt bằng ở đây thôi đâu có phải rẻ, mà cho dù là cái chủ nhà nó đâu có giảm hết cho bà con đâu, bây giờ nó có thương tình nó giảm 30-50% thì mình vẫn phải bỏ tiền túi ra bù thêm số tiền còn lại, thì một tháng thì còn đỡ chứ còn bây giờ kéo dài cả năm, từ năm ngoái đến năm nay buôn bán ế ẩm với mở ra được có vài ba tháng rồi sau đó là phải đi đóng cửa nữa, chịu sao nổi bà con đó. Rồi chưa kể ha, xin thưa với bà con ví dụ một cái cửa hàng này đóng cửa, kéo theo hàng loạt những nhân viên bán hàng, bảo vệ, giữ xe thất nghiệp. Mà bà con biết mà, cuộc sống mà thất nghiệp rồi thì cái miệng ăn mỗi ngày mà bà con, cái miệng mình ăn mỗi ngày chứ mình đâu có ngừng đâu, mình ăn mình uống mỗi ngày chứ mình đâu có ngừng lại được, như là dịch mà phải đóng cửa mà kêu nghỉ được. Mình thử ra bây giờ thất nghiệp thì sao đây, cho nên khổ lắm bà con. Cái này là mình nói thật á, không phải là mình bôi bác đâu, nhưng mà thực tế nó phủ phàng lắm. Cuộc sống người dân cứ kéo dài kiểu này là khổ lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên mong làm sao cho nhà nước bây giờ là một cái mục tiêu duy nhất là làm sao có vaccine để chích ngừa cho người dân, để cuộc sống người dân được ổn định trở lại. Chứ còn cái kiểu này mà cứ cách ly rồi chặn dịch rồi cứ cách ly kiểu này hoài là cuộc sống người dân là nó lên bờ xuống ruộng luôn á. Rồi đó là ba mẹ còn nói một cái tầm vĩ mô nhỏ nha, đó là cái cửa hàng thôi. Cửa hàng này thì 20-30 triệu, rồi cuộc sống của người dân thì xin thưa với bà con á, cứ lương tháng thì có 2-3 triệu, 5 triệu, 7 triệu gì đó. Cái hồi số này quá nhỏ bà con nói, bà con sẽ nói rằng là chúng ta phải vì đại sự cùng nhà nước chống dịch. Nhưng mà xin thưa với bà con, không phải là cái nhỏ này đâu, mà người dân nhỏ đã khổ, cửa hàng nhỏ đã chết lên chết xuống. Thì xin thưa với bà con cô bác á, hiện tại bây giờ tất cả những doanh nghiệp cũng khổ nữa. Ba mới gọi đơn cử cho bà con biết nha, hệ thống bây giờ đó, ngành mà hợp tác xã vận tải, xe buýt vận chuyển hay gì đó, bây giờ là hàng loạt đã để đơn lên chính phủ là bây giờ là xin cứu trợ, xin giải cứu, chứ không thôi là không còn tiền để mà gọi là gì, để hoạt động nữa. Bây giờ là không còn tiền để trả nợ cho người dân, người đi làm rồi, là cầm cự là đã quá sức chịu đựng rồi. Bây giờ mà không có giải cứu là coi như là họ sẽ tuyên bố phá sản. Tại vì từ năm ngoái đến nay là họ đã quá sức chịu đựng của họ rồi. Đó là cái ngành vận tải. Còn ngoài ra hôm dưới có ba mấy cậu có nói là cái ngành giải trí đó, ngành xem phim mà hệ thống đó, là cũng đang kêu gọi chính phủ giải cứu.
đến nỗi bây giờ là các ngân hàng mới nói là bây giờ là các công ty nói rằng bây giờ là tôi là bây giờ là chịu hết xiết rồi, hết nổi rồi. À, bây giờ mà nếu mà không giải cứu nữa là bây giờ là thậm chí ngân hàng mà đi đòi tiền mà giờ nói rằng là giờ phá sản rồi chứ giờ cũng không có tiền để mà trả ngân hàng nữa. Tại vì sao ngồi hết? À, những cái cửa hàng này là xin thưa với bà con nha, họ mở ra họ mở bằng tiền túi, họ có thể họ đóng cửa họ nghỉ. Nhưng mà xin thưa với bà con, doanh nghiệp ngoài cái mức vốn của họ ra, họ vay ngân hàng nhiều lắm bà con. Nó sẽ kéo theo cả một cái chuỗi dài hệ thống. Chứ đừng có giỡn nha. Hệ thống công ty là bây giờ là phải kêu cứu lên tới chính phủ là bà con phải biết rồi đó. Rồi xin thưa với bà con, bác con đường này là con đường con đường Nguyễn Trãi, hồi xưa nó là đường Võ Tánh. Ở đây là mũi tàu Nguyễn Kỳ Chinh. À, thì bà con thấy không? Như vậy là sướng hay khổ? Mình mà nói thì nói rằng là mình không có nói những cái điều lạc quan. Nhưng mà xin thưa với bà con, mình cũng đôi lúc mình cũng phải nhìn vô cái thực tế. Có thật mới dịch được đạo, cho nên là đây là cũng là một cái bài toán hóc búa cho chính phủ. Là trong thời gian sắp tới là phải làm sao mà cân não dữ lắm đó. Chính phủ người này là cũng phải đau đầu dữ lắm đó, chứ nếu mà để cái tình trạng này mà kéo dài hoài thì cũng thật sự là không ổn. Khi mà tất cả các ngành mà hầu như là các ngành xương sống, kể cả hàng không cũng lên tiếng kêu cứu, ngành giải trí cũng kêu cứu, ngành vận tải cũng kêu cứu. Trời ơi, hàng loạt như thế thì chính phủ nào mà chịu cho nổi. Cho nên là chính phủ phải cân nhắc dữ lắm, phải làm sao. Cho nên là phải nói là trong người dân bây giờ biết làm sao giờ, chỉ có trông vọng cho chính phủ thôi chứ sao giờ. Hy vọng là chính phủ chúng ta là cùng với người dân sát cánh vượt qua thôi. Mỗi người phải nhưng mà giờ thật ra cũng không biết nói làm sao. Người dân thì bây giờ thấp quá thì bây giờ ta nói là giờ cơm ăn áo mặc cũng phải lo đủ cái bụng trước rồi đã. À còn thêm cái nữa, nông dân bà con, trời ơi nông dân bây giờ cũng kêu cứu nữa. Bây giờ khoai lang, trời ơi khoai lang bây giờ là nói là bây giờ là phải kêu gọi là cái cũng kêu cứu lên Bộ Công Thương là giải cứu khoai lang. Rồi ngoài cái khoai lang ra bây giờ xin thưa với bà con là ở ngoài Bình Thuận gì đó là đến mùa thu hoạch thanh long, bây giờ cũng giải cứu thanh long. Tại sao có chuyện này xảy ra? Tại vì thương lái Trung Quốc nó không qua mua nữa, thương lái Trung Quốc nó không mua thì thành thử ra nó bị dồn ứ. Việt Nam mình là hầu như là bà con người ta trồng là để xuất qua bên Trung Quốc để thương lái nó mua. Mà bây giờ cái cửa khẩu mà cái mùa dịch cái kiểu này thì bây giờ thương lái nó không qua thì bắt đầu nó tồn động. Hôm bữa trước là rầm rộ cái chuyện mà giải ở ngoài Bắc Giang, giải cứu giải Bắc Giang. Thôi nguyên một chiếc chuyên cơ mà chở giải mà đi vô Sài Gòn là bà con biết. Còn bây giờ là không phải là một cái trái nữa mà giờ hàng loạt khoai lang, thanh long. Rồi nghe nói là bơ nữa chứ, trời ơi. Đó. Con đường này là con đường Cúng Quỳnh rồi bà con. Cho nên ta nói Sài Gòn này cách ly là dân khổ lắm. Cho nên là mong làm sao cho qua thêm 2 tuần nữa bà con mọi người chung tay như thế nào. Rồi bây giờ ba mới còn vẹo vào con đường này là đường Bùi Viện nè. Đó bà con mới thấy cái cảnh mà nó ảm đạm. Đó, hỏi sao mà dân có khổ quá hay không. Hy vọng bây giờ cái bài toán này là của chính phủ là ba mươi cầu, theo quan điểm cá nhân của ba mươi cầu á là chỉ có vaccine thôi. Bây giờ ba mươi cầu nói thiệt chứ bây giờ là chỉ có vaccine thôi. Bây giờ là một cái bài toán mà để giải quyết được cái bài toán này hiện tại bây giờ là này không còn một cái con đường nào khác là ngoại trừ vaccine. Chỉ có vaccine là mới giải được bài toán này thôi, chứ còn ngoài ra là cứ nói cái cách ly giãn cách xã hội là cái kiểu này không ăn thua gì hết mà người dân chỉ càng ngày càng khổ. Hy vọng là nhà nước chính phủ phải đi làm phán hay là kiếm công ty nào đó mà để cho nước chúng ta có đủ 150 triệu liều vaccine. Còn người dân sẽ hỗ trợ chính phủ như thế nào? Đó là sẽ ủng hộ quyên góp tiền vô cho chính phủ đủ tiền. 100, 200 năm mấy ngàn tỷ đó.
hai mấy ngàn, nói chung không nhớ rõ, nhưng mà hình như là 25.200 tỷ gì nhiêu á. Thì cái số tiền đó thì cái đó là người dân sẽ có thể trong khả năng của người dân ủng hộ nhà nước được. Nhưng mà còn cái chuyện mà vaccine thì nhà nước mới là làm sao đàm phán. Nghe đâu á, ba mẹ còn nghe đâu có một cái tin vui với bà con. Đó là ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, là có liên hệ một cái gì đó, liên hệ được là cái một cái công ty vaccine của Mỹ gì đó. Đó, mua được vaccine của Mỹ. Còn thành phố mình á, cũng có một cái tin vui nữa bà con. Đó là nghe nói là thành phố là mua được cái muốn đăng ký cái gì lô hàng gì 5 triệu liều vaccine gì đó. Thì đó là hai cái địa phương mà ba mẹ cô nghe nói là có một cái tin vui gì đó, là ở ngoài Vũng Tàu là của Mỹ. Còn hình như ở Sài Gòn hình như của Nga hay sao á, 5 triệu liều. Thì thôi, ba mẹ cô mong hy vọng. Bây giờ chỉ còn có mong mỏi vô cái vaccine thôi. Chứ thật sự là mà nói là bây giờ tình hình cái kiểu này mà đóng cửa kiểu này hoài là chỉ có từ chết tới bị thương thôi, không có sống nổi. Doanh nghiệp mà phá sản thì người dân thất nghiệp, mà người dân thất nghiệp thì đói, tiền đâu xài, vất vả lắm. Thôi nhưng mà nói gì nói sao thấy ra đường cũng đông quá bà con, thấy không? Người dân người ta cũng đi chơi cũng nhiều. Như vậy rõ ràng là một cái phần lớp, một cái tầng lớp mà khá giả với giàu có thì không có bị ảnh hưởng gì hết. À, họ có thể, xin thưa với bà con cô bác là họ có thể chịu đựng, cầm cự qua được mùa dịch này. À, chỉ tội cho những người nghèo thôi, những người đi làm công ăn lương lao động á. Chứ còn ba mẹ còn nghĩ là những cái tầng lớp mà khá giả, trung lưu hay nhà giàu thì chắc có thể là không sao cả đâu. Ba mẹ còn thì chưa có thống kê được là cái những người nghèo ở Sài Gòn này bao nhiêu á. Để bữa nào ba mẹ còn thử đi coi cái số liệu coi. Thì ba mẹ còn nghĩ là cái mùa dịch này nó chỉ ảnh hưởng đến cái tầng lớp người nghèo. Người lao động mà bán vé số vô gia cư. Chứ còn mà những người mà khá, những người mà có điều kiện thì chắc ba mẹ còn nghĩ thì 1-2 tháng thì cũng không sao đối với họ. Rồi con đường trước mặt của bà con đó là con đường Phan Văn Thùm năm xưa, bây giờ nó là đường Nguyễn Thị Nghĩa. Con đường ngay đây là ngã ba đường Lê Lai. Khách sạn New World là đóng cửa tới thui rồi, đen như mực luôn nè. Ra đường thì bà con thấy không, người dân người ta vẫn ra đường chạy xe ầm ầm. Thì đây là tầng lớp này, tầng lớp khá giả nè, vẫn còn có điều kiện, tính ra vẫn nó cũng nhiều hết chứ. Không khổ là khổ cho dân nghèo thôi, dân nghèo mới khổ. Đấy. À, bác mấy cầu quẹo qua đây là con đường này, đường Gia Long. Rồi, giờ có phong trào đi xe đạp kìa bà con. Đó, con nít nó đạp xe đạp kìa. Với ông bố hai cha con đạp xe đạp. À, đây là ngã tư đường Trương Định. Rồi bà con thấy không, con đường mà trung tâm Sài Gòn mà buổi tối nó tắng tới thui rồi, bà con thấy không? Thì đúng đó, bà con có từng nghe cái câu ơi quá luôn. Bà con có từng nghe cái câu mà Sài Gòn hoa lệ không bà con?
Thì ba mẹ còn nghĩ là nó ứng đến cái thời điểm này nhiều lắm đó bà con. Không biết bà con có cảm nhận được không chứ ba mẹ còn cảm nhận được á. Sài Gòn hoa lệ. Hoa luôn. À, hoa thì dành cho người giàu và khá giả. Còn lệ thì dành cho những người nghèo. Người ta thường hay nói Sài Gòn hoa lệ là như vậy đó bà con. Và cái cuộc chiến mùa dịch này á, thì thật sự mà nói như nãy ba mẹ còn phân tích cho bà con á, là người giàu và người khá giả thì họ có thể cầm cự được thời gian lâu hơn. Nhưng mà xin thưa với bà con cô bác, người nghèo thì họ cầm cự không nổi đâu. Tại vì họ là cuộc sống của họ là cơm ăn từng bữa, đâu có tiền dư đâu, đâu có tiền để dành đâu. Rồi đây nè, đến đây là ngã tư đường Bách Tơ với đường Lý Tự Trọng. Hồi xưa ở đây là Bách Tơ với đường Gia Long. Rồi trước mặt bà con đó, hồi xưa đó là Bộ Quốc phòng. Sau lưng cái cột đó có cái cổng, thì hồi xưa có ba cái chữ Bộ Quốc phòng. À, ba cái chữ Bộ Quốc phòng đàng hoàng ha. Đối diện qua cái Bộ Quốc phòng thì bên dãy nhà bên đây nè bà con, thì đó là nha động viên. Thì ở đây là nơi mà quản lý quân dịch rồi miễn lính hay là gia hạn hay là tạm hoãn gì đó là nằm ở đây. Và cũng tại cái chỗ nha động viên này luôn nè bà con, thì nó còn có quản lý tiền lương, nói chung là quản lý hết luôn á cái nha động viên này nè. Nó quản lý luôn cả tiền lương của 1 triệu lính Việt Nam Cộng Hòa, nó nằm hết trong đó. Rồi bây giờ ba mẹ đang đi trên con đường Bách Tơ. Tất cả các nhà hàng đều đóng cửa hết nè. Rồi ra bây giờ quẹo qua đây, con đường này là đường Hàng Thuyên. À, đây là công viên này, là hồi xưa trước năm 75 là công viên Thống Nhất, bây giờ gọi là công viên 30/4. Đó là phần thấy không? Cách ly hết thì bà con người ta đâu có buôn bán gì được nữa đâu. À, chỉ còn bây giờ nó vắng quá cho nên người ta đem xe đạp ra người ta đạp rồi, bà con thấy không, người ta tập thể dục rồi. Đó, giờ đang có phong trào là giới trẻ gì đó bắt đầu mua xe đạp này, là bắt đầu đạp lại đạp dạo Sài Gòn. À, đây thôi giờ mình ngừng lại đây để mình cầu nguyện Đức Bà nha bà con. À, rồi mong cho dịch nó qua mau để cho người dân nghèo nó bớt khổ, để nước mắt của người nghèo nó ngừng rơi đó. Bà con thấy ông ngủ ngoài lề đường nè, đằng kia có một cái ông lão nè. Các em này hình như là đang biểu diễn cái gì nữa nè, để ba mẹ còn dùng lại coi. Hình như là hai em này hình như là đang chuẩn bị biểu diễn cái gì nè. Nó phun lửa hả? Đó đấy đấy bà con, nó ngậm xăng phun xăng. Hai em này giờ làm đủ thứ rồi ha.
Rồi ngậm lửa kìa, thấy không? Thấy ngậm lửa không? Ghê quá. Trên miệng đó là hơn thấy không? Nguy hiểm. Một đứa phun. Để ra mình cho nó tiền đi mẹ. Nè, để ra mày gửi tiền đó đi mẹ. Hy vọng á, nước bà này là bà con hồi xưa cũng có từng rơi lệ, không biết bà con có biết không ha. Hy vọng là lần này nước bà phù hộ cho Việt Nam mà mau chóng qua cơn đại dịch. Giới trẻ bây giờ là tập trung ra nhà thờ nước bà rất là đông nha bà con. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và người khá giả, còn lệ thì dành cho người nghèo. Và hy vọng rằng là sau này cái dịch này nó chấm dứt để cho người nghèo bớt đi cái khổ. Rồi giờ ba mẹ con sẽ chở bà con cô bác đi ra thêm một cái nữa, đó là hồ con rùa. Hồ con rùa này là hồi xưa cũng từng là một nơi tụ tập giới trẻ về đêm, bây giờ thì không biết làm sao. Bên đây phải ba mẹ cậu đây, đó là nhà văn hóa thanh niên. Nhà văn hóa thanh niên này hồi xưa đó là tổng hội sinh viên học sinh ở số 4 Duy Tân. Rồi căn biệt thự này là nhà của ông bà Ưng Thi nè bà con. À, sau này thì làm tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Rồi bây giờ thì tổng lãnh sự quán Trung Quốc dời đi chỗ khác rồi. Rồi trước mặt bà con đó là hồ con rùa đó. Thì đèn thì vẫn sáng như mọi ngày, nhưng mà xin thưa với bà con cô bác thì không còn một bóng người nào vô đó ngồi hết. Thì bây giờ để xung quanh coi có ai ngồi hay không, có buôn bán gì hay không.
đây hồ con rùa là vắng tanh luôn bà con. Đèn thì vẫn sáng nhưng mà đã không còn có ai hết. Ta mới gồ quẹo vào đây. Con đường này là con đường Võ Văn Tần. Con đường Võ Văn Tần này hồi xưa nó là con đường tên là đường Trần Quý Cáp. Đây là ngã tư đường Pasteur với đường Trực Quý Cáp. Vậy là qua bên kia. Bên kia đó là cái nhà của ông gọi là Dinh, Dinh Hoa Lan của ông Tướng Minh. Bên tay trái ba mẹ cầu đây nè bà con, thì đó là cái Dinh Hoa Lan của ông Tướng Minh, gọi là Big Minh đấy, Minh lớn. Đó, đây nè, cái đường này vô nè, Dinh Hoa Lan. Rồi con đường này là ngã tư đường Trần Quý Cáp với lại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hồi xưa nó là đường Công Lý. Bên tay phải ba mẹ cầu đây là khách sạn Victory. Thì xin thưa với bà con á, cái khách sạn này hồi xưa đó là Đức Hotel. Nơi đây là cũng hình như là Mỹ thuê. Đức Hotel nha bà con. Bên tay phải ba mẹ cầu đây. Đối diện qua trường Lê Quý Đôn là Đức Hotel. Rồi con đường này là đường Lê Quý Đôn nè. Bên tay phải ba mẹ cầu đây là hồi xưa là có cái nhà căn biệt thự của bác sĩ Bùi Quang Chiêu. Rồi nơi đây hồi xưa nữa thì hồi mà thời vua Gia Long á, thì nơi đây là cái chùa. Chùa này là nơi đó là nơi hạ sanh ra cái hoàng tử hình như hoàng tử Đảm á. Và cũng chính vì hoàng tử hạ sanh ở đây nè, thành thử ra là người dân miền Nam á, không bao giờ có cái tên anh cả hết. Là người ta hồi xưa dân miền Nam mình đó là thương quý vua Gia Long lắm. Dù rằng là ổng đi ổng chạy loạn á, ổng chạy giặc á, ổng chạy giặc Tây Sơn á. Mà ổng sinh hoàng tử Đảm ở đây. Cho nên á, là người dân Nam Bộ từ đó trở đi á, là không còn ai gọi là anh cả nữa. Mà dành cái hoàng tử, dành cái danh hiệu hoàng tử cả là dành cho cái ông hoàng tử đó đó. Tất cả sau này là cứ là từ anh hai, anh ba thôi chứ không còn anh cả nữa. Đó là xuất phát từ cái ngôi chùa đó sinh ra cái hoàng tử của ông vua Gia Long đó. Đó, hôm nay ba mới còn chia sẻ với bà con thêm cái câu chuyện mà tại sao mà người dân Nam Bộ mình lại không có, không bao giờ mà đẻ con ra đứa đầu tiên không bao giờ gọi là anh cả hay chị cả. Không có anh cả, chỉ có anh hai, anh ba, anh tư thôi. Ở đây là ngã tư đường Bà Nguyễn Thanh Quang nè. Rồi trước mặt bà con cô bác nè, đây là ngã tư đường hồi xưa đó là đường Trần Quý Cáp với lại đường Lê Văn Duyệt. Bên tay phải ba mẹ cô cái biển áo băng này bà con, thì hồi xưa đó là cái chợ nhỏ, người ta gọi là chợ đuổi. Rồi nhìn qua bên kia đó là rạp Nam Quang. Rồi bây giờ con đường này thì ngã tư đường Võ Văn Tần với đường Cách Mạng 8. Cơm tấm Trần Quý Cáp.
cái cơm sắm rừng quý cáp này nổi tiếng lắm nha bà con. Bữa nào ba mẹ gọi dẫn bà con cô bác đi ăn, mà nó chỉ tam bán ban đêm thôi. Rồi ở đây là đường này là đường Nguyễn Thượng Hiền. Xin thưa với bà con, con đường Nguyễn Thượng Hiền này hồi xưa đó là cái con đường rầy xe lửa, chỉ có xe lửa chạy thôi. Ở đây còn có quán hủ tiếu Nam Giang cũng ngon lắm nè. Hủ tiếu Hồng Phát nè, rồi hủ tiếu ba cái tiệm. Ở đây có ba cái tiệm hủ tiếu Nam Giang rất là ngon, mà nó nằm gần nhau luôn. Một cái tiệm là Liến Húa ba mày cầu ăn rồi nè, Hồng Phát này là ba mày cầu chưa ăn nè, còn thêm một cái tiệm nữa. Quên rồi, ba cái tiệm hủ tiếu Nam Giang trên đường này lận. Đây là bánh chuối chiên nè. Rồi, trước mặt bà con bên tay phải là bà con, hồi xưa đó là cái rạp. Thì hồi đó trước năm 75 cái rạp này tên được gọi là Văn Hoa Sài Gòn, để phân biệt với Văn Hoa Đa Cao. Rồi sau này như là nó đổi tên lại là, nó đổi tên lại là cái gì bà mấy cầu quên rồi bà con. Bà con còn nhớ không, cái rạp ngay chỗ trên đường Cao Thắng, ngay góc Cao Thắng với đường Võ Văn Tần nè bà con. Sau năm 75 mình như là nó đổi tên lại là rạp gì, tự nhiên ba mươi cầu quên tên rồi. Bà con cô bác nào mà còn nhớ được nhắc giúp ba mươi cầu chứ. Rồi ra đây là con đường này là đường Hồng Thập Tự. Rồi ba mươi cầu nghĩ là bên kia là bệnh viện Từ Dũ nè, để ba mươi cầu coi thời gian coi. Video nó cũng đã dài rồi, thôi ba mươi cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Mê Cồ. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.